Hồng Loan kiên quyết không hòa giải khiến mẹ con Phượng cay đắng. Thưa quý khán giả thân mến, nhắc đến hòa giải thì Tiết Nghĩ, Phượng và Sáu Bào về nhà nằm mơ cũng không thấy được cái tương lai đẩy đâu. Với hàng tấn bị thương mà họ đã tạo ra cho Hồng Loan thì đừng hy vọng chị Ni sẽ bỏ qua và chấp nhận hòa giải. Chị Ni đã tuyên bố rằng nếu mà có sự hòa giải thì chị Ni sẽ là người ra đi. Mà quý vị biết rồi đó, Loan rất thương và nghe lời chị Ni nên sẽ không làm trái lời chị Ni trong việc này. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra trong suốt 10 tháng qua, liệu có nên hòa giải? Và hòa giải với ai? Với Sáu Bảy hay với Phượng? Hòa giải như thế nào thì cũng là một câu chuyện dài, vì dễ gì thống nhất được nội dung hòa giải. Hòa giải xong, liệu có chấm dứt được chưa? Hay lại, mạnh ai thích nói gì thì nói nấy. Những Tiên, Sạc, Tép, Sam, Miner, Guitar, Louis, Lùng, Lành có dừng lại hay không? Cho nên, đã đến nước này rồi thì việc Hồng Loan cần làm là cái văn bản của tòa để dán hết vào đầu của những người bên kia. Hiện tại Hồng Loan cũng không có nhu cầu hòa giải, bởi đằng sau vụ này thì còn có vụ sao kê nữa. Tại sao? Tại sao một ông hoàng cải lương hậu quản có cuộc sống dư dả, giàu lòng nhân ái, đi làm từ thiện ở khắp mọi nơi? Vậy mà đến khi nằm xuống phải quyên góp, tại sao Hồng Loan là con của một ông hoàng cải lương hậu quản phải đăng đàn trên cộng đồng mạng với dòng trạng thái sao kê, mọi chuyện khác không cần thiết? Nguyên nhân, lý do, vì sao, vẻn mạng bí mật đau xót cho người ở lại, tiếc thương cho người ra đi. Thưa quý vị, nhắc đến kiện tụng thì chúng ta cũng nhắc đến vụ án phí. Và mới đây chúng tôi đã cập nhật được thông tin liên quan, đó là chuyện ông Bảy báo từ mặt bà Sáu Bào vì bị dụ dỗ chi án phí. Và nếu đây là sự thật thì xuân năm nay chắc vừa lắm hen, bà Sáu có mỗi thằng em trai mà giờ nó cũng bỏ mặt thì thật là đáng đời. Ông Bảy Bảo bức xúc khi bị bà Sáu Bào dụ dỗ chia tiền ăn phí. Thưa quý vị, dù ngoài mặt chị em, tình chị em pha ke, nhưng quan hệ giữa Sáu và Bảy chỉ có tiền và lợi ích cá nhân là hàng đầu. Còn nhớ một đoạn clip khi chú Vũ Linh còn sống, Sáu và Bảy đã ngồi trước mặt của anh Nam để mà tranh giành quyền lợi. Bà Sáu Bào thì ca, có mỗi đứa em gái à, có bao nhiêu tiền còn phải lo cho nó hết. Chỉ một mình Sáu Hồng Nhung thôi, chớ không có ai được bước vô lĩnh vực này. Không ngồi yên để tiền đổ sạch vào túi của chị Sáu, ông Bảy đã ca lại. Thằng Út nghèo khổ, tụi bay không chịu chăm lo, mà tụi bay cứ tranh giành nhau, tiền này tiền nọ. Tội nghiệp chú Phu Linh, ánh mắt khi ấy của chú toát lên sự hoảng hốt khi chú ngồi giữa hai con thú lòng lan dạ sói. Chú còn sống, ngồi sơ sơ trước mắt mà chúng đã tranh giành tiền bạc một cách công khai. Vào năm 2016, ông Bảy Báo đã từng có một lần bóng gió chửi bà Sáu Bào. Nguyên nhân chú Vũ Linh khi đó đã giúp cho ông Bảy Báo, nhưng bà Sáu, bà ta đã ảo tưởng tiền của chú là tiền của bà. Bà sợ chú Vũ Linh giúp cho ông Bảy Báo chia bớt tiền của bà, nên bà đã nhảy vô kiếm chuyện ly gián, không muốn một mình bà ăn hết mà thôi. Cả cuộc đời của bà Sáu chỉ thương tiền chứ không bao giờ gọi là thương anh em, kể cả thương anh em Vũ Linh hay là thương thằng em bảy bệnh tật đang thoi thóp từng hơi thở. Trong drama này, người ngu nhất từ đầu đến cuối là ông Bảy Báo, mất con, mất cháu, mất tiếng tăm, mất danh dự, đổi lại ông ta được cái gì? Đổi lại ông ta được cái mác là Bảy Báo, thất đức, cha vô dụng, bạc nhược và tham lam. Ban đầu ông ta nghe lời Sáu Bào diễn phốt Hồng Loan, khi đó ông ta đã được mẹ con của họ cho ăn cái bánh vẽ, diễn đi rồi tiền của anh Năm, chị em mình chia đều. Nhưng gần một năm qua, Bảy đuôi thì cũng đã thấy mờ mờ, không thể nào thắng nổi Hồng Loan. Tiền phúng điếu thì con ve nó ôm trọn, quyền lợi trong các lá đơn thì chỉ có tên mẹ con nhà ve. Những ngày qua trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin bà Sáu Bào đã kho nồi cá rô phi mang sang đãi thằng em Hòa Lao giai đoạn cuối. Như ngày xưa ăn một quả khế trả một cục vàng thì ngày nay ăn một nồi cá kho đổi lại vài chục triệu khi bà Sáu Bào đã ngỏ ý muốn ông Bảy Báo chia tiền ăn phí. Ôi là trời, ăn nồi cá kho bầu của bà Sáu mà mắc nghẹn, mắc cổ, mắc xương, tình cảm chị em, cảm lạnh dễ sợ. Xin lỗi Sáu, Bảy cần hiện kim, cần tiền xài, chứ không phải là cần cái nồi cá kho. Bảy ngu một lần, hai lần, chứ không thể nào ngu đến lần thứ ba. Và thôi câu Tết, dẫu là bà bầu, đốt gánh, nhưng cũng là dân buôn bán, não không phẳng đến mức rút tiền trong túi ra để cúng cho mẹ con nhà Phượng. Chị em, cả ruột kho bầu, giờ thì dứt nhau. Trước đây Sáu Bảy cũng yêu thương gì nhau đâu, chỉ là hiện tại đụng đến lợi ích nên lộ ra cái bản chất mà thôi. Vậy trong vụ kiện tranh chấp tài sản với Hồng Loan, Sáu Bảy, ai sẽ là người phải đóng ăn phí, thẩm định giá tài sản ăn phí?
Bà A tranh chấp tài sản với ông B, tài sản thừa kế gồm hai món, món to 100 tỷ và món nhỏ 40 tỷ. Bà A đứng đơn kiện, ông C không kiện nhưng tham gia vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Về mặt án phí, bà A tuổi cao không phải đóng án phí nhưng phải đóng phí thẩm định giá tài sản. Còn ông C không phải đóng vì không đứng đơn kiện về thẩm định giá và phí thẩm định giá. Trường hợp tài sản cần phải phân chia thì thẩm định giá rất quan trọng để biết tài sản là bao nhiêu tiền mà còn chia. Phần lớn các án dân sự thường tranh cãi nhau về định giá tài sản. Mỗi công ty thẩm định giá có thể ra các giá khác nhau. Bước 1. Các bên tự thỏa thuận với nhau chọn công ty thẩm định giá. Nguyên đơn tức là bà A, tức là bà Sáu Bào phải chịu phí thẩm định giá. Bước 2. Nếu các bên không thỏa thuận được công ty thẩm định giá thì tòa lập hội đồng thẩm định giá và tòa trả tiền này. Vụ của bà A và bà B có đặc thù là hai tài sản, một món to và một món nhỏ. Bà A không thể kiện đòi 100 tỷ là món to mà chỉ giải quyết món nhỏ. Vì hai nguyên nhân, thứ nhất, nếu bà A thắng là cũng sẽ có quyền có luôn 100 tỷ vì đây là án trúc thừa kế của bà B để chuyển qua cho bà A, chứ không phải là bà A rộng lượng cho qua món 100 tỷ. Thứ hai, vì không kiện món 100 tỷ nên phí thẩm định giá sẽ tính trên món 40 tỷ thôi. Phí định giá chung hai tài sản sẽ khoảng 0,020% giá trị tài sản, tức là khoảng 30 triệu đồng, còn phí định giá món 40 tỷ chỉ khoảng 8 triệu đồng. Mà nếu công ty thẩm định giá Tình Thương Mến Thương thẩm định giá cho rằng món 40 tỷ chỉ có khoảng 20 tỷ thì có thể phí chỉ có 4 triệu đồng, như biểu tính ở các ngân hàng đang tính 4 triệu thì chắc không nỡ bắt ông C phải chia cho buồn lòng nhau đâu nhỉ. Tự thú Long Thị Hồ lại bị cậu Năm khai khẩu trước giờ giáp lá cà với Hồng Loan. Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội, hai phe Hồng Loan và Hồng Ve đang xảy ra tranh cãi. Phượng Ve đi lập phi bằng vào ngày 5 tháng 3 hay là ngày 5 tháng 5? Theo quan điểm của chúng tôi, dù ngày nào cũng phải trần cái chữ tham, lập phi bằng sớm ngày 5 tháng 3 thì rất chi là khốn nạn. Còn trễ hơn, ngày 5 tháng 5 thì cũng thuộc dạng là đê tiện, không lớn họng, oan ức cho thảo dân quá bào đại nhân ơi, thì đâu phải đổi thêm cái quần một lần nữa. Lần này cố nghệ sĩ lại khai khẩu. Người cậu khai khẩu lần này là hôn thằng cháu rể khác họ, sử dụng nick ảo, sống ẩn nấp trên mạng xã hội. Chi tiết sự việc này ra sao, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những cập nhật của chúng tôi. Sau khi đánh tiếng giải hòa với Hồng Loan thất bại, Mợ Năm Tiền Ngạo đã lên kế hoạch thu thập video cố nghệ sĩ trong lúc ăn nhậu đã nói. Nhà không Nam Đoàn Thị Điểm cho Lê Thị Hồng Phượng, đây cũng là video clip được nhỏ cháu gái khác họ ở nhờ và thằng bạn xin ở kế đi lập vi bằng, tranh giành nhà với Hồng Loan, còn gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cộng đồng mạng, những người ủng hộ con gái duy nhất của ông Hoàng Hồ Quảng đã tức tốc sử dụng chính cái vũ khí của bọn chúng để đập lại bọn chúng. Đào lại câu chuyện vi bằng để chứng minh lòng tham không đáy, khốn nạn của những người nhân danh là em, là cháu, là yêu cậu, là thương cậu. Một vài người bên phía của Hồng Loan cho rằng con ả cháu gái họ Lê đã đi lập vi bằng vào lúc 8 giờ 6 phút ngày 5 tháng 3 trước lúc cố nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng 4 tiếng đồng hồ. Nhưng một số người khác lại cho rằng 8 giờ 6 phút ngày 5 tháng 5 mới đúng. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn ngày 5 tháng 3 hay là ngày 5 tháng 5 là bởi góc chụp hình vi bằng không rõ, khiến người xem khó nhận diện. Sau khi bị dư luận đào lại thời gian đang lập vi bằng để chỉ trích, nick ảo có tên là Tàng Thư Cát, hôn của Long Váy Hồng, quần hồng môi vảnh đã kêu an. Ngày 5 tháng 5 mà sửa thành ngày 5 tháng 3 để vu khống thì đúng là thúi đến tận cùng. Cha mẹ sinh ra để có cái tai để hành động hại người hả tên kia, bớt xộn lào lại giùm, ta khinh. Lần này thì cậu Nam đã khai khẩu nữa rồi, không chỉ có giấy trắng mực đen mà lần này chính bọn Kênh Kênh đã mở miệng ra để thừa nhận nhỏ cháu gái họ Lê và gã đàn ông thích vợ bạn Đông Dương đã cùng nhau đi lập phi bằng chi chúc miệng tranh giành nhà với Hồng Loan. Tên trộm cướp này quả thật rất là thiệt thà, đã cướp giữa thanh thiên bạch nhật lại còn lớn họng la to. Ngày 5 tháng 3 hay là ngày 5 tháng 5 thì cháu gái họ Lê đi lập phi bằng tranh giành tài sản với con gái họ Võ cũng là điều ác. Số có thể không nhìn rõ
nhầm lẫn 2 ngày, tháng cũng không sao, nhưng việc là phi bằng tranh giành khỏi tài sản trăm tỷ là câu chuyện có thật. Ngày nào thì ngày nó cũng chứng minh lòng tham vô độ của mẹ con nhà Cám. Chiều ngày 16 tháng 6, Ve hẳn không quên cái ngày định mệnh này. Ve đã đứng giữa một rừng báo chí, ráng rặn những giọt nước mắt giả tạo mà nói rằng không kiện mà đòi phân chia tài sản như thông tin trên mạng xã hội. Em biết không thể nào thắng, đã nhiều lần khuyên can mẹ nhưng mà không thành, vẫn làm con, phải nghe theo ý của mẹ. Mẹ đứng đơn, còn em là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Họp báo thì đạo đức giả vậy đó, nhưng ngày 5 tháng 3 hay là ngày 5 tháng 5 thì đi lập phi bằng di chúc miệng trước thời điểm xảy ra họp báo, đúng là ăn đằng sóng, nói đằng gió. Cứ cho là ngày 5 tháng 5, cặp bê trùng Phượng Ve, Đông Dương mới âm thầm lén lút đi lập phi bằng, đánh Hồng Loan bằng con đường pháp lý. Vậy ngày 20 tháng 5, tức tận 15 ngày sau khi Hồng Loan công khai lên mộ, nói trước truyền thông sự tình câu chuyện gia tộc, thì bọn kênh kênh lại nhảy đông đổng cho là không được, là Loan bôi xấu gia đình, vậy là sao? Thủ đoạn hại Hồng Loan trước, Hồng Loan chỉ phản ứng tự vệ lại, một bên là âm thầm lén lút cấu kết với người ngoài, còn Hồng Loan thì công khai lên trên mộ cùng anh chị em trong gia đình là Vũ Luân bầm bâm, một bên đánh Hồng Loan bằng con đường pháp lý, còn Loan chỉ phản ứng lại bằng truyền thông, nên dù phi bằng được lập vào ngày 5 tháng 5 thì nó cũng toát lên cái sự đề tiện bị ỏi tham lam và cái thói bổ đời của cái lũ kền kền vô nhân tính.